Tinh quang đại thượng mà vô số người hâm mộ mong chờ cuối cùng cũng đến, thì vừa như bác công bố blog của mình, phong cách của anh ấy đã sớm được công bố trên các nền tảng xã hội. Đội mũ bóng chày và mặc đồ vest giản dị để xuất hiện, thẳng thắn và đơn giản, thậm chí cả đuôi tóc cũng được buộc bằng những lọn tóc xoăn dài. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự ngạc nhiên, nhiều người đã nhận xét rằng anh ấy giống như một nhân vật truyện tranh bước ra ngoài đời thực. Tạo hình của Vinh Như Bác cực kỳ bắt mắt, sự kết hợp giữa mũ bóng chày và bộ vest thường ngày thực sự rất tự tin. Sau khi được nhiều blogger thời trang phổ biến, mọi người đều biết rằng bộ quần áo mà Vinh Như Bác mặc đều đến từ Celine 2024. Chiếc áo vừa được ra mắt vào tháng trước và bây giờ Vinh Như Bác đã mặc nó lần đầu tiên trên thế giới. Anh ấy thực sự là một con cưng của thời trang, vì anh ấy đã mặc nhiều sản phẩm lần đầu tiên quá nhiều lần. Chanel, người yêu anh ấy nhất, đã thiết kế riêng cho Vinh Như Bác bộ trang phục đầu tiên vào mùa xuân năm 2023 và lần đầu tiên mặc vào mùa xuân hè năm 2023, mặc trang phục lần đầu tiên xem trước của mùa thu đông 2023. Bộ trang phục lần đầu tiên vào mùa thu đông của năm 2023 và mặc trang phục lần đầu tiên xem trước của mùa xuân hè 2024. Các thương hiệu khác cũng đối xử rất tốt với Vinh Như Bác. Vào năm 2021, Vinh Như Bác mặc bộ đồ sơ mi kẻ sọc cổ điển thu đông năm 2021 của Armani. Vào năm 2022, Vinh Như Bác mặc đồ Miu Miu thu đông 2022 để tham dự họp báo hip hop. Vào thời điểm đó, Vinh Như Bác cũng lần đầu tiên đưa ra bộ sản phẩm này ra thế giới. Qua đó có thể thấy tài nguyên thời trang của Vinh Như Bác thực sự thuộc hàng đỉnh cao trong làng giải trí. Đặc biệt là trong mắt nhiều người, ngoài Chanel, Celine cũng rất phù hợp với Vinh Như Bác. Theo cách giải thích của Vinh Như Bác, thương hiệu này luôn mang đến cho anh ấy vẻ ngoài hoàn hảo. Còn Celine thì thực sự rất hợp với dáng người của Vinh Như Bác. Với chiếc mũ bóng chày, mái tóc xoăn, bộ vest đen và áo sơ mi trắng, phong cách thời trang của anh ấy thực sự rất tuyệt vời. Nó sẽ được mặt lần đầu tiên trên thế giới vào năm 2021. Thương hiệu này mang đến tình yêu ấm áp và vĩ đại dành cho Vinh Như Bác. Và mọi người thấy rằng gần đây khí chất của Vinh Như Bác mỗi lần xuất hiện đều cảm thấy trầm tĩnh, có lẽ thường là do nhân vật mà anh ấy đang quay phim được tạo ra. Vinh Như Bác gần đây chắc chắn đang quay bộ phim Nhân Ngư, nhưng đoàn làm phim đã làm rất tốt việc giữ bí mật và không có hình ảnh nào được phát tán ra ngoài. Anh ấy luôn có phong cách độc đáo của riêng mình và anh ấy rất giỏi về thời trang.